Hello anh em nha. Chào anh em nha, chúc anh em một buổi sáng tốt lành nha. Thì mình lại quay lại với anh em với clip giới thiệu anh em một ít máy sáng hôm nay nha anh em. Sáng hôm nay có những dòng máy nói chung là hơi bị độc nha anh em. Cũng giới thiệu tới anh em. Những anh em nào mà ưng con máy nào thì alo cho mình nha. Đa số thì mấy cái dòng điện thoại thì mình chỉ có từ một tới vài máy thôi, không có nhiều. Một dòng á anh em. Có khi có loại có một máy à. Có loại hai ba máy ha. Thì mình xin phép giới thiệu cái máy đầu tiên đi. Con Lumia 430 nè anh em. Đó, mình có được một máy à. Mình có được một máy duy nhất 430. Anh em coi kính đi. Màn kính này có miếng dán á, mình lột ra rồi anh em. Mới ken luôn, như bóc hộp luôn. Cái kính đẹp ghê thiệt. Dòng này cũng lâu rồi anh em, Microsoft nha. Đây. Nhưng mà còn rất là ok. Vỏ sau thì có trầy xước theo năm tháng sử dụng nha anh em. 430, Lumia 430. Màn hình là 4 inch nha anh em, RAM 1 bộ nhớ 8 thôi. Máy này về giải trí YouTube với lại nghe gọi cho vui thôi anh em, không có gì nhiều chức năng nha. Pin của nó là 1500 ha, pin 1500. Máy xài hai sim nha anh em, máy còn nguyên riêng hết, chưa có gì hết. Vỏ nó có sao thì cũng có cắn nhẹ một xíu thôi. Đây, mất tí. Đó, mất tí đó thôi đó anh em thấy không? Ngoại hình nó như thế này nha. Nên anh em mua thì mình cứ gửi tới thì anh em cũng khỏi phải lăn tăn gì hết. Cái này mình bán một cô máy đẹp keng, chưa có gì hết nha anh em. Mình coi thử camera còn chụp đẹp không. Còn camera vậy mà còn đẹp ghê anh em. Đây nha. Đó. Camera còn chụp hình rất là ok luôn. Mình thử cái chuông nữa anh em coi thử nha. Thì nó được còn VIP luôn nha. Cái này lâu lâu mình có cây chứ không có nhiều anh em. Lo rất ok nha anh em, mình nghe rồi rất là chuẩn. Lumia 430. Máy còn đẹp keng anh em. Này anh em mua về chỉ việc bỏ pin, bỏ sim vô xài thôi nha. Máy ngưng riêng. Con này mình không có kèm ship với sạc cho anh em nha. Ship sạc anh em về tự xử nha. Giá 450.000 nha anh em. 450.000 một con máy rất là đẹp nha. Đó, máy chưa có bê biết gì hết nha, còn nguyên hết. Ok nha. Giá 450k. Không ship không sạc, anh em tự chịu phí ship nha. Mua về chỉ bỏ sim vô là xài thôi. Ok. Thì giờ anh mua máy cái trắng đen Nokia thì cũng một cây máy mới cũng là 300 mấy 400.000 rồi. Thôi mua cái máy này về mình còn lên YouTube đồ được ha. Đó. Zalo đồ tao tải sẵn cho anh em hết rồi. Vậy anh em việc bỏ sim vô xài thôi. À, 450.000 một con máy đẹp Lumia 430. Và tiếp theo là con máy Oppo Micro 5 nha anh em. Màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin của nó 2400. Camera với lại wifi còn rất là ok. Đó. Còn rất ok nha anh em. Màn hình rất là đẹp, sáng đẹp. Con này thì sườn nó hơi xấu nha anh em, sườn trài xấu theo 5 tháng nha, chưa có thay vỏ viết hết mấy nguyên riêng, chưa có thay thế gì hết anh em. Rồi, con này giá là 1250 nha anh em, 1250, ok. Tiếp theo là con này sớt còn mấy nè anh em, trước clip 4 năm mấy thì mấy anh em là đã xử lý hết rồi. Còn một máy nắp tránh nha, máy đẹp càng tầm 98-99 nha anh em. Nè sớt, con này con nè sớt, đen. Máy nói chung là ok, tầm 97-98% anh em. RAM 2 bộ nhớ 32. Màn hình 5 inch. Màn hình 5 inch, pin 2300 thôi nha anh em. Pin của nó nhỏ thôi, không có lớn nha, 2300, tại vì máy màn hình nó cũng nhỏ nên là nó tùy theo cái màn hình như nào mà người ta thiết kế pin thôi nha, nó cũng nhỏ. Dung lượng nó nè anh em, 32GB nha. Dung lượng 32GB anh em lưu trữ thoải mái nha. Đây, giới thiệu điện thoại anh em coi đây. Nexus 5 nha. Con Nexus 5. Giá của nó 980.000 nha anh em. Giá này mình đã kèm ship sạc cho anh em nha. 980k. Đó, máy rất là đẹp. Nhìn mới keng luôn. Rồi, giới thiệu con này trước đi. Con Samsung Re-Hyper Rim. Còn được vài máy. Máy này thay vỏ rồi anh em. Thay vỏ nha, kính đẹp keng nha. Dán ngược lực rồi này. Kính đẹp keng, máy thay vỏ. Men ring nha anh em, chưa sửa chữa gì hết em. Máy dòng này không có sửa ship gì trong này nha. Đó, màn hình 5 inch, RAM 1.5, bộ nhớ 8, pin 2600. Con này giá 1.1 triệu nha anh em. Màn hình 5 inch luôn nha. Giá 1.1 triệu.
Đó, ok nha, V2 Dream dòng Samsung. Giá triệu mốt bao ship cho anh em. Và một em Oppo A37. Màn hình đẹp. Phản quang thì có một hai vết đốm nhỏ. Đây, nhìn kỹ, soi kỹ mới thấy nha. Trong clip anh em hơi thấy khó đấy. Đây này, phản quang nó có một hai cái đốm nhỏ nhỏ bên trong. Máy này thì mình nghĩ chả ảnh hưởng gì. Màn hình rất là đẹp. Vỏ thay nha anh em. A37 thay vỏ. Phản quang thì hơi đốm nhẹ nhẹ. Hai góc này. RAM 2 16, màn hình 5 inch, pin của nó là 2630. Giá con này tính nhanh cho anh em giá 1 triệu 1 nha anh em. Giá 1 triệu 1 nha. Giá 1 triệu 1 cho con một con Oppo A37 nha. Đây, camera đây có thấy còn ok không? Camera chụp hình còn ok nha anh em. Camera wifi còn ok. Rồi. Ok nha, giá 1 triệu 1 cho anh em, bao ship kèm sạc cho anh em con máy này luôn. Và lạc loài một em, con này bữa trước mình bán hết rồi, lạc đúng một máy này nè. Coolpad V3, RAM 3, bộ nhớ 32. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin của nó là 3200 nha anh em. Màn hình 6 inch nha, pin của nó là 3200. Mình coi cái camera coi. Đây anh em, camera cũng chụp hình rất là đẹp nha. Coolpad. Cái nút này thuộc dạng nút cảm ứng nha anh em, anh em rờ cái là nó đang rồi nha, không cần bấm. Wi-Fi của nó coi. Ok nha anh em. Máy còn đẹp keng nha, máy kính không phải trời nha anh em. Lưng ok luôn này. Còn miếng dán luôn, miếng dán guarantee luôn. Kính không phải trời. Đây. Anh em coi kính đẹp keng xa beng nha. Giá của nó là 1430 nha anh em. Giá 1430. Và một em Xiaomi RAM 3 bộ nhớ 32 nè anh em. Xiaomi 6A nha, con này bán rất là nhiều trong kênh mình nha. Anh em nào cần thì gọi lại nha, mình vẫn còn máy nha. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.45. Pin của nó là 3300 nha anh em. Giá vẫn 1430 nha. Giá 1430 ngon con ngang con Coolpad nha. Hai con ngang giá. Con này thì mình bán giá 1430 rất là nhiều rồi. Rất là lâu rồi. Con này RAM 3 bộ nhớ 32. Ok nha anh em. Còn một máy màu xám thôi, giá 1430. Rồi tiếp theo máy gì đây ta? À đây, giới thiệu anh em con Note 3 này, con Galaxy Note 3 này. Máy zin nhưng mà cái chỗ ông anh thằng em mình lấy máy này, nói chung là anh em không thể kiếm ra con thứ hai trên thị trường hôm nay rồi. Mình nghĩ chắc kiếm không ra con thứ hai rồi anh em. Một con máy full chức năng như zin, còn cái bút luôn anh em. Note 3. Những anh em cô chú nào mà thích sưu tầm dòng Note, nó thiệt luôn á, là cái con máy này anh em kiếm không ra đâu. Tính để xài luôn rồi chứ không muốn bán luôn. Nhưng mà mình cũng có con Note 9 đang xài rồi, nên là con này mình thanh lý cho anh em. Lâu lâu sưu tầm được một con, phải nói là hàng hiếm anh em. Hàng hiếm trên thị trường nha, kiếm không ra đâu nha. Mình thì mình chơi con Note 9 này rồi, nên là con này thôi mình chia lại cho anh em. Anh em nào mà cô chú nào mà thích thì chơi nha. Full chức năng, máy nguyên zin. Nó thực sự con máy không có thể kiếm ra con thứ hai, còn guarantee nha anh em. Hình như trong kho đó, nó mới hết pin mình mới sạc này, vô mới có được chắc 10% thôi. Ôi con máy nó không thể chơi đâu được. Samsung Note 3. Samsung Note 3 để mình coi cái hột cái thông tin thiết bị đó nha. Note 3 này anh em. SMN900L nha anh em. Mình kiểm tra cái bộ nhớ cho anh em xem này, wifi đâu rồi. Ok nha. Samsung Note 3, con này là màn hình 5.7 nha anh em. Pin của nó là 3200, RAM 3 bộ nhớ 32GB. RAM 3GB nha. RAM 3GB, bộ nhớ 32. Phiên bản của nó là đây, cho anh em coi luôn là N900L. Ok nha. Chụp hình con này thì nói thiệt sự anh em là không có thể chơi được nha, bao đẹp luôn. Chụp hình rất là rõ nha. Lại nét cho anh em coi. Chụp hình rất là khủng. Quá đẹp luôn. Chụp hình rất là sắc nét. Con này RAM 3 bộ nhớ 32.
mình sẽ bao ship kèm sạc cho anh em một con máy đẹp 99%, không có vết trời. Còn garanti nãy mình mới lọc ra là anh em biết rồi đó. Mấy anh em ha, nắp lưng, nắp sâu, nắp trước đẹp quá trời đẹp luôn, mà nó là đúng đẹp. Con này giá 1.8 triệu mình mới bán được nha anh em, giá 1.8 triệu nha, màn hình rất là rộng nha, màn hình 57, giá 1.8 triệu bao ship kèm sạc cho anh em, chỉ có một máy thôi. Rồi dán lại đây đó đi, anh em nào cần thì alo. Máy không phải thay vò nha, máy ring nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là một em iPhone 6s này anh em, 6s hồng nha. Hôm qua mình có một con nhưng mà bán rồi nha, đây con khác nha anh em. Con chim hót dữ quá, ồn ào quá, anh em thông cảm ha. Mới sáng sớm hót kinh thiệt. 6s hồng 32GB, vỏ nó hơi trầy, không phải như con ngày hôm qua, vỏ hơi nhâm nhâm này anh em, vỏ nhâm trầy nha, máy ring nha, vỏ nhâm trầy như ring. 6s 32GB, pin của nó rồi mình kiểm tra thử coi, pin 100 anh em, pin này chắc đã thay pin mới cho anh em rồi, pin 100% nha, được cái men ring, màng ring, màng ring, màng ring, màng ring, vỏ màng là không có trời nhiều anh em, lông mèo rất là nhẹ, không đáng kể nha, còn ring rất đẹp, dán cái lực bảo đảm là không thấy luôn. Đó, con này tính em giá 2.5 triệu nha, anh em cần thì alo cho mình nha, chỉ có một máy thôi, giá 2.5 triệu, giá đây là mình đã bao ship kèm sạc cho anh em rồi nha, chỉ có một máy thôi. Và một con 6 Plus này anh em, một con 6 Plus 64GB, 6 Plus 64GB đẹp keng, nhưng mà không có vân tay nha anh em, con này bỏ vân nha, anh em là mua về không có xài vân, vân tay thì nhiều anh em cũng không có cần xài, kiếm con mắc vân bán anh em giá tiền tí anh em xài. 6 Plus chứ không phải là 6S nha, 6 Plus 64GB, 6 Plus 64, mấy con này là màn hình 6 inch, nó rất là rộng nha anh em, full chức năng, chỉ có mỗi cái vân tay thôi, chỉ mỗi mắc vân thôi, còn máy full nha anh em, máy quốc tế nha, không lao liếc hết nha anh em, không dính tài khoản nha. Này, máy sạch trơn nha anh em, đẹp keng, con này thì đẹp keng rồi, vỏ lưng cực đẹp, vỏ màn hình lại dán cái lực cho anh em rồi, rất là đẹp. 64GB pin của nó 100% luôn á, mình nãy mình coi rồi, pin con này coi pin rồi, pin này nói chung máy con này thì mình mới hết cho anh em à, xài khỏi sợ tụt pin ha. Giá 2.8 triệu nha anh em, 64GB 2.8 triệu, một máy thôi, anh em cần alo cho mình nha, bao ship kèm sạc cho anh em luôn. Rồi về được máy, con máy full box này anh em, đây máy tính bảng nha, máy tính bảng vừa được 7 con nha, Lenovo 7 con, và cái máy Intel bữa trước thôi, giá cũng rẻ rẻ thôi, về được 5 máy và 7 cái máy tính bảng Lenovo này, anh em ủng hộ máy này rất là mạnh nha, nên là mình lấy thêm cho anh em số lượng. Bên mình mới có thôi, mấy chỗ khác mình không biết có nhiều hay không, nhưng mà mình nhập được này ông anh của em nó tuồn ra được hàng siêu thị á, rất là nhiều. Đây anh em, rồi đây anh em, mình giới thiệu anh em con Lenovo này anh em, Tab Lenovo nè, con này bán cũng rất nhiều trong kênh mình rồi nha, Tab Lenovo 7304X nha, màn hình 7 inch, RAM 1/16, được cái có 4G, chạy rất là nhanh, pin của nó là 3400 nha, pin hơn 3400 một xíu là 3450 á. Đây mình sẽ quay cao lên tí cho anh em thấy cho nó dễ nè. Đây anh em, Tab Lenovo, con này là bán cũng nhiều trong kênh mình rồi, bán mấy clip rồi anh em, nhưng mà anh em ủng hộ rất là nhiệt tình nên mà nhập thêm cho anh em đó, nhập thêm anh em về, anh em nào cần thiết thì giao lưu tiếp nha. Chụp hình nói chung là con này mình thấy cái vị chụp hình đẹp đó anh em, rõ nha, Tab Lenovo 7304X, con này để mình chỉnh lại tiếng Việt nha, đây là tiếng Anh đó. Ok nha anh em, máy mới chưa sử dụng nha, giá của nó là 1.6 triệu nha, ngang mấy bữa trước mình bán thôi nha, 1.6 triệu đó, máy full box về được 7 máy thôi nha anh em. Đây cái lô này là được đúng 7 máy luôn, 1 2 3 này 4 5 6 7 con,
đó, nên là anh em lựa chọn thoải mái hơn một tí ha. Rồi mình xin phép qua con này nha, để mình giới thiệu tiếp cái con Lenovo này nè, hai con Intel này, giờ được 5 máy này, 1 2 3 4 5 này, đây con nữa anh em máy này. Con này thì đây anh em, phụ kiện chưa sử dụng nha, đó mấy hàng thanh lý luôn, máy mới full box, có bao da cho anh em luôn. Con này thì đặc biệt có bao da, con kia thì không có đâu nha. Rồi máy đây, garanti còn nguyên cho anh em đây. Này thực sự mình bán mới bình thường trong tiệm thôi, nhưng mà mình thanh lý, mình nhập được hàng lô rẻ thì về mình bán nhanh cho anh em, anh em về sử dụng. Và máy tính bảng, camera cũng ok thôi chứ không có được đẹp, đẹp chụp nó không được đẹp bằng con Lenovo, nhưng mà cũng được thôi. Từ máy dòng này thì mình chỉ chú tâm vô YouTube giải trí nhẹ nhẹ thôi chứ không có camera nặng gì vấn đề đâu máy nha. Ta Intel tab Intel IT1702, con này màn hình cũng bay y như con kia thôi nha anh em, đó giống nhau hết. Con này giá rẻ nha, 1380 nha, bao ship cho anh em tận nhà nha, giá rẻ hơn con kia 2 xị nha anh em, hơn 200 ngàn, giá 1380. Rồi con này chắc cũng kết thúc clip ngày hôm nay. Những anh em chưa đăng ký kênh nhớ like video, đăng ký kênh để phát để đón xem những clip mà tiếp theo mà mới nhất từ kênh của mình đăng ra nha anh em. Rồi xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo nha, thân ái chào.